Xin chào các tình yêu của Sisi. Đây đây đây, mùa hè ở Mỹ là như vậy các bạn. Với những cái áo đầm thun, vải thun cô tông cũng được, thun lạnh cũng được, ngắn tới đầu gối mà phải có cái độ xòe xòe như vậy nha các bạn. Thì các chị em có ăn no, cái bụng các chị em không có sợ gì hết. Còn nếu như mà nó suông vào thì đó là cái kiểu áo đầm khác rồi ha. Thì đây, trên cả tuyệt vời. Những cái áo đầm này Sisi nhiều lắm, mỗi ngày mặc một cái mà các bạn. Nhưng mà lựa hàng hiệu mua nha các bạn. Tại vì thật sự nó không có đắt tiền. Giống như Sisi nói với các bạn, đồ mùa hè không có đắt tiền. Ngày hôm qua làm những cái áo sơ mi để các chị em mặc với váy, thì có nhiều cái đó các chị em mua hết sạch của Sisi luôn, không còn cái nào luôn. Thì bây giờ còn một số bạn hỏi còn gì hay không. Mùa này khó mua những cái dạng áo đó lắm, tại vì mùa này ai cũng mặc hết. Thì bây giờ những cái Sisi còn ở đây là những cái áo thun, thun ôm tới ngay lỗ rúng của CC không đó, size small có, size medium có. Thì CC review, chị em nào thích mặc những dạng áo thun như vậy, bạn nào muốn mua thì cứ mua. CC có nhiều đồ lắm, CC không mặc này, CC mặc khác. Nhưng mà các bạn mua váy nhiều quá rồi mà không có áo cũng không được, thì bây giờ xin mời nha, các bạn hãy cùng với CC xem để chọn lựa. Những cái áo thun này rẻ tiền lắm, rẻ tiền lắm lắm luôn đó. Các bạn mua nhiều lắm rồi thì các bạn biết đó, giá tiền nó xem nhau xê xích một vài đồng thôi ha. Thì đây, xin mời nha. Sisi để sang kẽ cái màu đen với cái màu á, để cho chúng ta dễ biết. Và sẽ để theo thứ tự giống như những cái váy á, thì Sisi không có bị nhầm lẫn ha. Áo đầu tiên Sisi sẽ ghi số cho các bạn. Cái áo này là Sisi có và Sisi cũng đã mặc rồi. Thì bây giờ thấy thích quá mua thêm một cái nữa. Ở đằng sau á, hở lưng có buộc dây lại nè. Cái này Sisi có cái áo nào đó Sisi quên rồi, để Sisi tìm lại coi Sisi mặc trong cái váy nào. Thì cái áo này rất là đẹp. Chị em nào mà muốn mặc hở lưng thì mặc với cái áo này, đẹp lắm luôn nha các bạn. Rẻ tiền lắm, 22 đô à. Hết tất cả cái này, Sisi nghĩ là đồng giá như vậy đó. Tại vì Sisi cũng chỉ mua loại giá tiền như vậy thôi. Rẻ quá thì nhìn nó rẻ tiền lắm, nhìn không đẹp đâu các bạn. Áo này là hở lưng nha, hở sau lưng. Đằng trước là cổ tròn, đây là loại thun cô tông, mặc nhẹ, mỏng, mát. Hở lưng nha. Đây là cái thứ hai. Cái này thì quá dễ rồi, cái này có màu đen, màu trắng các bạn mua hết rồi. Đây là mình vải thun, đẹp. Cái tay cuốn biên, cái lai cuốn biên, cổ trái tim không có sâu nha các bạn. Mình vải đẹp hết nha, cái nào mình vải cũng đẹp hết nha các bạn. Đây, cái này là các chị em thích nè. Nó có cái cổ tim chẻ xuống nè. Mấy cái này Sisi bán nhiều lắm rồi đó, nhưng mà cứ đi thấy mua à các bạn. Đây là mình vải đẹp ha. Cái áo thun này Sisi thích đó, là cái phần nách ở đằng sau họ khoét sâu vào giống như là áo ba lỗ vậy đó, cho nên mặc đẹp lắm. Đằng sau cũng đẹp, đằng trước cũng đẹp luôn, tới ngay lỗ rúng nha các bạn. Để mặc với váy, quần thụn, quần jean đều đẹp cả. Và đây nè, cái áo này mới cưng nè. Cái này Sisi lộn qua cái bề trái rồi. Cái áo này đó, mê nó là ở cái gì? Nó có cái bò ở dưới, cho nên nó sẽ ôm vào cái bụng của các bạn. Chị em nào mà không có cái bụng á thì mới mặc được những cái dạng áo như vậy nha các bạn. Còn các chị em nào mà có bụng thì đừng có mua những dạng áo thun như vậy nha. Không mua nha. Đây, đây là cái áo Sisi mê lắm. Sisi có cái màu đen, mặc rồi luôn á. Cái phần này nè, nó có cái bò nhưng mà nó bó vào cái bụng của các bạn. Đẹp lắm. Ở đằng sau họ khoét cái nách sâu vào cái dạng ba lỗ, cho nên mặc cái này rất là thể thao, rất là đẹp. Kế tới đây cũng là một cái dạng áo như vậy. Cổ này là cổ chữ U, cổ này đẹp. Bạn nào có ngực lớn nên mua cái áo này ha, màu cũng đẹp nữa. Tay cuốn biên, cái này đó thì ngay lỗ rúng luôn đó. Cái áo này thì tay cuốn biên nhưng mà lai thì không có cuốn biên, nhưng mà được ở cái cổ rất là đẹp và cái màu. Và cái áo đen này đẹp nè, cái cổ nè, cực kỳ đẹp. Bạn nào có ngực hãy mua cái áo này, không ngực đừng mua nha. Đây là mình vải thun, dày. Sisi thích lại dày nè. Ở dưới nó có cái bo và nó có một cái hàng chữ nho nhỏ. Cái áo này cái thun mình vải dày nha các bạn, dày đó. Đây, rất đẹp cái áo này. Cũng ở ngay lỗ rúng á. Và đây, cái áo này đẹp nè. Sisi mua hai cái. Cái này mua ở Florida mới mua đó. Khi các bạn mặc á, thì ở bên vai nó xẻ một bên vai từ ở vai xuống như ngay đây nè.
không có thấy ngực đâu, từ đây xuống sẽ một cái đường nhỏ thôi, không có phải là rộng toát ra đâu ha, một cái đường nhỏ rất sexy, rất đẹp. CC mặc thử cái áo này rồi, đẹp lắm. Bạn nào có ngực hay không có ngực gì cũng mặc được cái áo này, rất đẹp. Cái này là thun lạnh ha. Cái này đó CC không thích là cái gì các bạn biết không, CC thấp người quá cho nên CC mặc nè, cái lỗ rúng nó ngay đây mà này nó dài xuống như vậy cho nên nó không có đẹp. Chị em nào cao mặc cái này ngay lỗ rúng luôn thì mới đẹp, nó phải thấy cái lưng váy nó mới đẹp. Còn CC mặc cái này nó bị qua cái lưng váy rồi, thành ra nó không đẹp, hơi tiếc đó. Đơn giản lắm các bạn, đơn giản mà dễ mặc mà thun lạnh nữa ha. Đừng có thấy như vậy rồi tưởng nó sâu, không có đâu nha. CC mặc rồi đẹp lắm. Cái này mua Florida mới mua đó. Cái này thì nó khoét ở trên vai, mặc rất là sexy, rất là đẹp. Khi các bạn mặc vào chỗ này nó hở một cái vòng như vậy nè, thiệt là đẹp. Cái áo này đẹp lắm luôn đó, cái áo này nè. Cái áo này CC mặc cũng bị qua lỗ rúng. Nếu nó ngắn lên chút nữa thì được, nếu mà size X more thì CC nghĩ nó ngắn. Nhưng mà nếu nó ngắn như vậy thì cái ngực CC sẽ bị chật đó, cho nên là không được. Chị em nào size small nên mua hai cái áo này, áo xanh và áo hồng này. Và đây nè, cái cổ chữ V nè, các bạn mê lắm nè. Thun này là loại thun tốt luôn đó. Nói chung những cái này là loại thun nào cũng tốt hết á, tại CC mua mặt nè. Cái này á nó dài quá luôn nè, lỗ rúng CC ngay đây nó dài một khúc như vậy luôn. CC mặc không đẹp cái áo này. Chị em nào cao hãy mua lấy cái áo này. Hoặc là chị em nào thấp người mà các bạn chịu mặc loại áo nó dài như vậy mà nó giống như là tới nửa mông á, thì đây chính là cái áo đó đây. CC không có quen mặc những cái áo mà dài dài qua mông như vậy. Nó phải qua luôn cái mông mà nó dạng rộng á thì được. Còn mặc dạng áo ôm mà mình nhỏ con mà mình mặc như vậy xấu lắm các bạn. CC không mặc. Đây chỉ là một cái áo thun ba lỗ bình thường nhưng mà rất bụi, rất đẹp đó. Cũng dài nè, cái lỗ rúng CC ngay ở đây mà nó một khúc như vậy lận, cho nên CC cũng không mặc được. Thiệt là uổng luôn á. Đây là những dạng áo rất là thể thao, quần jean, quần sọt, quần tây, váy đầm đều đẹp hết. Nếu CC muốn mặc cái áo này là phải áo bỏ trong váy mới mặc được. Hoặc là các bạn quần tây đen đó các bạn, đó các bạn mặc cái áo này, áo bỏ trong quần, trời ơi trên cả tuyệt vời. Những dạng này các bạn đừng có coi thường nó, rẻ tiền rồi các bạn không mua. Cần lắm đó các bạn, cần lắm, tại CC mua sale nó mới rẻ đó. Chứ nếu nó không sale nó cũng 3 triệu. Đây nè, cưng không? Thiệt là cưng luôn đúng không? Cái này là đúng với CC luôn nè. Đó, cái nơ này nó phải ngay cái lỗ rúng của CC như vậy nè, nó mới đẹp. Đó, thì đây. Cái cổ này thì CC không thích lắm, nhưng mà CC thích cái ở dưới. Nhưng mà bạn nào muốn mua nào thì cứ mua đi. CC muốn cho các bạn mua để mặc chung với những cái váy mà các bạn mua. Những cái nào các bạn không mua còn ế lại CC mặc. Còn các bạn cứ lựa hết đi, cái nào các bạn thích, cái nào đẹp các bạn lấy trước hết đi. Phần còn lại CC mặc không có sao cả, vì tất cả cũng là CC mua cho CC không mà. Nè, cưng lắm nè. Cái áo thun này rất đẹp, CC biết sẽ có nhiều bạn thích. Nhưng mà các bạn phải nhớ, mặc cái áo thun này thì ở bên trong các bạn phải mặc một cái áo ngực cho nó thật đẹp. Tại vì cái thun này nó mỏng. Các bạn mặc cái loại áo ngực mà nó phải là cái loại vải như vậy nè, vải, vải láng láng chứ đừng có mặc ren nha. Mặc ren á, cái này nó mỏng á, cái ren nó nhấp nhô, nó ấy ấy kỳ lắm, không đẹp đâu. Mặc với lại cái áo bình thường, đừng có mặc ren là được rồi. Thì mặc với cái này đẹp lắm luôn nè. Đây là cái cuối cùng, chỉ là áo thun ba lỗ. Áo này CC mặc vừa đúng luôn nè, ngay lỗ rúng nè. Đó, nhưng mà đây là loại áo thường, cái này rẻ, cái này có 15 đô à. Thun mỏng ha. Đây, ba lỗ, thun mỏng, đúng size CC luôn, ngay lỗ rúng luôn. Đã nha. Rồi thì bây giờ coi như là hết tất cả áo đã xong. CC sẽ ghi cái số, rồi các chị em theo cái số đó để mua. Nhớ chụp hình rõ rõ giùm CC. Các chị em yêu cầu quần sọt jean, CC mua được 3 cái kìa. Giờ CC cầm lên chị em nào thích mua nha.
Tại thấy on sale rẻ đẹp mua. Có 3 cái à? Này mới mua ha. Dạ quần rất bụi, rất đẹp. Cái này Sissy nhiều lắm. Sissy thích lắm. Túi nè, có dây kéo nè. Ở đằng trước nó có như vậy. Nó như vậy nữa, rất là đẹp ha. Đằng sau cũng có túi. Quần này cái màu đẹp lắm nha các bạn. Thật là đẹp cái quần này đó. Đẹp lắm đó. Cái này mua mặc đi du lịch, đi ra biển thì đi chơi này nọ các bạn. Đó. Bụi bụi rách rách nè. Quần này là dạng quần dài chút ha. Đây. Đẹp. Quần này đẹp. Số 1 các bạn ơi. Số 1 là size CC hả? Để lát CC mặc thử coi. Trời ơi, số 1 sao thấy rộng quá vậy trời. Để lát CC mặc thử quần này. Quần này trắng á các bạn. Rách rách như vậy đẹp ha. Số 1. Và tiếp theo là quần này. Quần này CC thấy dễ thương nè. Quần này dạng như cái váy vậy ha. Nè, đó. Cái này họ cắt. Không có may, không có vắt gì nha. Để cho nó tự động, nó tư tư. Giống như cái váy vậy á. Váy quần. Ở đằng sau có hai túi. Ở đằng trước có hai túi. Có cái ly đằng trước nữa. Cái này dạng như cái váy các bạn, cũng dễ thương ha. Vừa váy vừa quần nè, nó có cái độ xòe xòe nè. Đẹp ha. Đó. Cái này size 24. Số 24 nữa các bạn. Không biết là size mấy nữa, thì bạn nào vừa mua quần này xì xì thích nè, đẹp nè. Vừa là dạng quần, vừa váy. Trời ơi, cái eo này nhỏ xíu à. Cô em nào mà nhỏ xíu 24 mua quần này đi. Xì xì nghĩ chắc mặc đẹp á. Tại vì nó cái dạng lạ lạ như nè. Vừa jean vừa quần vừa váy đẹp á. Mấy cái này rẻ tiền lắm. Bằng tiền cái áo không? Rẻ lắm các bạn ơi. Cho nên Sissy mua đại gì thấy rẻ quá. Mấy cái này trả được nha. Không phải final sale đâu. Cho nên không bạn nào mua thì Sissy chờ một tuần. Không bạn nào mua Sissy mang trả. Tại vì Sissy cũng không có mặc những cái dạng này nhiều. Sissy có nhiều lắm. Mặc đầm nhiều hơn. Rồi thì bây giờ coi như là xong cái chỗ đó. Bây giờ Sissy sẽ làm những cái quần này. Các chị em mê luôn. Bảo đảm là mê luôn. Nhưng mà những cái quần này là dạng quần đắt tiền. Những cái này là rẻ tiền ha. 20, 20 đồng. Hay là những cái rẻ tiền cho chúng ta mặc bình thường. Bây giờ sẽ tới những cái quần vải xô và vải dù hay cái gì đó. Những thương hiệu rất là nổi tiếng và rất là hot tại Mỹ. Hiện tại bây giờ những cái quần này hot lắm. Thì CC sẽ cho các bạn xem. Chỉ có vài cái thôi ha. Bây giờ quần vải xô trước đi. Trên cả tuyệt vời luôn. Cái này là size small cho nên là CC mặc không có vừa. CC chỉ có mặc được X small thôi. Đây là mình vải xô đúng chất liệu vải xô với những thương hiệu rất là nổi tiếng trên thế giới ha. Ở đằng trước là cái bảng. Ở đằng sau là thun. Xin lỗi là tại vì chưa tắm các bạn cho nên là không có muốn mặc đồ của các bạn ngày hôm nay ha. Nay mới đi cắt tóc về. Nay cắt cho CC xấu quá. Ở đằng sau có hai túi. Ở gần ngay cái đùi có túi, có nắp. Đây là cái quần mà các chị em cần mua để mặc đi Việt Nam. Là tại vì sao? Thứ nhất là quần vải xô mặc lên máy bay rất thoải mái. Cái thứ hai nữa là có những cái túi này để cho các chị em dễ đựng đồ. Cái túi bên hông này nè. Passport, phone, tiền. Mà quần được tới 6 túi luôn. Hai túi trước, hai túi sau, hai túi ngay đùi. Đây là những cái dạng quần dành cho các chị em đi Việt Nam trên đường đi. Và mặc những cái mình vải xô này nè. Nhìn các chị em có cá tánh mà sang mà lịch sự. Các bạn ra phi trường coi. Người ta mặc quần vải xô đi lên trên máy bay nhiều nhiều lắm lắm luôn đó các bạn. Tại vì sao? Vì mặc rất là thoải mái. Cái này màu trắng trắng nó hơi kem một tí nha các bạn. Chứ không phải kem đâu. Hơi một chút. Và có con bọ nha các bạn. Lưng thun nhưng có con bọ để cho các bạn thắt được cái beo nhỏ đó. Trên cả tuyệt vời quần này. Quần này thì cũng hơi đắt chút ha. Sale có 30% mà. Đó, CC mua cho CC đó mà mặc không vừa. Cái quần này nè mới là mê. Quần này hôm bữa có một cái bán rồi. Giờ mua lại được một cái nữa nè. Cái này sao rộng quá vậy? Cái này không biết size gì. Ồ, small các bạn ơi. Small mà sao rộng dữ vậy? Đây là dạng quần rộng. Là CC đã biết là dạng quần rộng rồi. Mà sao cái lưng có vẻ to quá ha. Ở đằng trước là vải bình thường.
Ở sau lưng là thun với những thương hiệu rất là nổi tiếng nha các bạn. Chỗ này tháo nút ra được nha các bạn. Đây, tháo ra nha. Có túi ha. Hai bên đều tháo được hết ha. Hai túi ở bên hông. Đây là cái mình vải xô với cái màu này là cái màu kem kem đó, màu da, màu kem á, màu đúng chất vải xô luôn. Dạng này là dạng quần rộng nha các bạn. Rộng mà suông á, nó giống như váy luôn á. Quần này nè. Đây mới là cái quần đẹp nè. Cái quần này á là quần lửng, cái quần này á các bạn mặc đúng thì nó sẽ lên tới nửa cái ống quyển, rồi các bạn mang guốc mới là đẹp. Quần rộng, quần lửng. Chứ không phải là dạng quần dài nha, rộng lửng nha. Quần vải xô có hai túi trước, ở đằng sau lưng thun, ở đằng trước là cái lưng bình thường như vậy thôi, đơn giản như vậy thôi. Tất cả là thương hiệu nổi tiếng. Mình vải xô, đúng chất vải xô. Cái logo ở đây. Điều này đắt tiền lắm ha. Mà sale hết rồi các bạn. Nhớ nha, đây là cái quần, không phải là quần dài mà là dạng quần lẫn lẫn tới nửa cái bắp chân dưới đó, nửa quyển, dạng rộng mà lẫn lẫn như vậy đó, các bạn biết đúng không? Kiểu quần đó các bạn biết không? Đây, trời ơi, cái này mới cưng nè. Có chị em nào cưng quần này không? Mê lắm luôn đó. Cái mình vải xô này nó lạ nhất. Những cái loại vải xô kia có hồ hết. Quần vải xô này đúng cái chất vải xô nhưng mà nó không có hồ, nó hơi mềm. Và đây, đây là lưng thun. Họ cho chúng ta cái sợi dây thần để rút lại ha. Như đây thôi đẹp các bạn. Biết rằng là cái sợi dây nó không có là gì ha, nhưng mà nó rất là đẹp luôn. Cái này là không có lưng thun nha. Nó chỉ là cái sợi dây rút, các bạn muốn rút tới đâu rút. Ở đằng sau có túi, hai túi sau, hai túi trước. Đây là những thương hiệu nổi tiếng nè. Cái mình vải xô rất là đẹp luôn nha các bạn, đẹp lắm luôn. Quần này là cái dạng cái ống suông suông bình thường, không phải là ống rộng, ống bình thường. Đây là cái quần đặc biệt nhất mà CC cảm thấy thích nhất. Không biết CC có mặc vừa không nữa, chưa có thử. Bây giờ tới ba cái quần trên cả tuyệt vời luôn, ai cũng phải biết hết. Bạn nào có cá tánh bụi bụi thì chính là cái quần mà các bạn cần mua. Con CC nói mẹ, con biết mẹ thích cái quần này nè, đúng không? À, chính xác, sao con biết? Biết mà, tại vì cái tướng của mẹ là như vậy. Cho nên CC mua hai cái đó các bạn, hai cái giống nhau. Thì bạn nào muốn mua lại một cái thì mua, còn không thôi thì CC mặc hoặc con gái mặc cũng được. Ở chỗ này họ có may nhúng cho chúng ta nè. Cố tình đó, họ may xếp cái ly để nhúng. Và cái like là như vậy nha. Cái like có cái sợi dây rút, cho nên các bạn không có sợ bị dài, không có sợ bị cắt like gì hết, ok? Không sợ. Đó, dạng này là không biết bạn gì nữa các bạn. Phải dù dù, ni lông, không phải ni lông, dù dù cái gì không biết. Không có lớp lót vậy đó. Nè, toàn là những thương hiệu nổi tiếng không. Quần này cũng đắt tiền, đâu có rẻ đâu các bạn. Đó, chỉ là như vậy thôi, dạng bụi bụi đó. Đó, các bạn thấy nó dài như vậy luôn nè. Nhưng mà CC mặc được. Là tại vì sao? Đây là dạng thủng. Các bạn mặc phải rút nó lên cho nó phùng phùng lên, nó mới đẹp. Các bạn có thấy người ta mặc mà đường phố người ta nhảy TikTok không? Đó, người ta mặc những cái dạng quần như vậy nè, phải là cái chất liệu này, quần như vậy nè, rồi những cái áo hở hở. Kỳ Duyên đó có mặc cái loại quần này nè. Kỳ Duyên mà cô hoa hậu hay người mẫu hay gì Việt Nam CC thấy mặc với lại cái áo lưới trắng, ở bên trong cái then top vàng với lại cái dạng quần này nè. Trời ơi, cô chụp mấy tấm hình đẹp xuất sắc luôn. Kỳ Duyên nhỏ nhỏ đó nha. Kỳ Duyên hình như hoa hậu hay là gì đó không biết. Người mẫu hoa hậu gì đẹp lắm, rất là đẹp, ở trên Instagram CC có thấy đó. Thì đây, đây là cái dạng quần đó đây. Tuyệt vời luôn đó. Túi trước, hai túi bên hông nha. Túi họ có may một cái nắp lật ra. Lưng thun, quần nhẹ lắm các bạn, đơn giản.
màu xi măng á, màu rêu rêu xi măng á, màu đẹp lắm. Đây cái này thì cái màu đó nó hơi tựa tựa nhau một chút. Cái này thì không phải là cái mình vải đó, cái này là mình vải giống như là vải kaki. Ở dưới có bo lưng thun. Xi mặc thử quần này rồi, Xi mặc quần này đẹp lắm các bạn. Cực kỳ đẹp luôn. Dạng thụng thụng nè, ngầu ngầu, bụi bụi nè. Có hai túi ở bên hông. Đây là mình vải kaki hay là vải vải gì đó, kaki mỏng mỏng bình thường. Cái mình vải này mới là mình vải đặc biệt của cái loại quần này nha các bạn. Có hai màu, màu xanh và màu kem. Còn cái loại này là loại khác, cái này là quần là vải kaki bình thường. Cái này thì nhiều người mặc rồi, cái kia kìa mới là mới, lạ ha. Đây nha. Xi ướm vào vậy là nó dài tới đây nè. Nhưng mà không phải. Các bạn mặc tới đây nè, rồi các bạn kéo nó thụng lên. Tại vì cái loại quần này nó là như vậy các bạn. Nó là ni lông hay là nó là vải dù hay nó là vải gì đó Xi không biết, nó mỏng mà nó mát lắm. Rất là đẹp luôn. Mặc vào người các bạn nhìn các bạn có cá tánh đẹp lắm. Các bạn nào mà yêu chuộng những cái loại quần này, nhìn quần này là các bạn mê liền luôn. Cái này là lưng thun. Ở đằng trước có dây cho các bạn rút thun lại. Hai túi bên hông. Ở đùi có một túi. Ở dưới có thêm một túi nữa. Cái phần chính giữa này các bạn có thể rút lại cái phần đùi. Đó, quần này là mê chết luôn. Đi về Việt Nam cần mua, rất là cần mua luôn. Là tại vì nó nhiều túi. Mà nó nhẹ, thất là nhẹ luôn. Cái này các bạn mặc đi mưa cũng được luôn đó. Hai kiểu khác nhau nha, khác từ cái mình vải cho tới cái kiểu luôn ha. Nhưng mà nó là cái dạng quần này thì bạn nào thích thì sẽ rất thích. Mê lắm các bạn. Nè, kèm ha. Chị em nào cao to hơn Xi là mặc thừa hơn, đẹp. Còn nếu Xi muốn ăn gian thì Xi mặc cũng đẹp chứ không phải là không. Rất là đẹp những cái dạng quần bụi bụi như vậy ha. Cái này là màu kem. Cái này là màu xanh, cũng là cái dạng quần bụi như vậy. Nhưng mà cái mình vải khác, cái kiểu cũng khác luôn. Và cái xanh này là kaki nha các bạn. Quần này là Xi mặc vừa y luôn. Kaki. Đây là cái áo dạng áo lửng. Mà lửng lên nó chỉ che tới cái ngực thôi. Và đây là cái tay dài. Những loại áo này thì các chị em phải mặc ở bên trong những cái áo hai dây. Các chị em cần che lại một chút. Hoặc là các chị em mặc những cái áo ngang qua, các chị em che lại. Kiểu này cầm trên tay nó không đẹp nhưng mà mặc vào người rất đẹp. Đây là dạng len ha, cho nên các chị em có thể ngồi phòng máy lạnh được. Hoặc là các chị em mặc cái áo đầm ôm á, hai dây ôm, thì đây chính là cái áo các chị em cần. Có một cái duy nhất à. Theo cho Xi hỏi, cái áo này nè các bạn hiểu Puma nè, cổ rộng như vậy, ở đằng sau cổ cũng như vậy nè, mà ngắn như vậy nè, là cái dạng then thót. Cái này không biết có chị em nào mua chưa, Xi quên rồi. Cái này Xi làm hai video rồi đó. Xi thấy các bạn chọn nhiều lắm mà các bạn có mua chưa, có trả tiền chưa? Hay là trả tiền rồi mà Xi quên? Thì chị em nào trả tiền rồi cái áo này, hãy vui lòng giúp Xi nhận giùm Xi nha. Còn không có ai mua thì để Xi mặc. Còn mạc này nhé. Hiệu Puma màu kem ha. Và tiếp theo đây là một cái áo rất là đẹp. Cái áo này là thun. Thun này thì nó cũng hơi mỏng một chút, nhưng mà mặt không có thấy gì hết các bạn. Xi mê là nó nhúng nhúng rồi, nó có cái hàng nút nè, rồi cổ sơ mi tay lỡ như vậy nè. Thật là đẹp cái áo này lắm nha các bạn. Đẹp lắm luôn đó các bạn. Ai cũng mê áo này, cũng thích. Các bạn mặc cái áo này đó, eo là thấy eo nè, phần bụng nè, nếu có bị ăn no, cái phần nhúng nó cũng che hết cho các bạn. Đây là một loại thun gì đó không biết nữa mà mắt lạnh luôn á. Thiệt là thích cái áo thun này, này mặc với váy đẹp lắm các bạn. Mặc với váy hoặc là với quần jean, mê ly luôn. Đây, rất là đẹp luôn. Và đây các bạn, giờ còn nhiều cái áo lẻ lẻ, Xi làm video cho các bạn luôn đó. Cái áo này Xi có hai cái, một cái size medium Xi bán rồi. Và đây là một cái size large. Cái này là thun lạnh màu xanh đen ha. Các chị em khoác, các chị em rất là thích luôn đó. Thì đây là Xi có hai cái đó. Cái này là salad, cái medium bán rồi ha. Thun lạnh không nhăn, áo khoác. Và tiếp theo đây nè, cái áo này là cưng lắm luôn nè. Cái cổ ren ren ở đằng sau hở nửa lưng như vậy. Dạng này thì thôi khỏi nói rồi.
Các chị em mặc quần jean, quần tây, váy đầm đều đẹp. Hỏi nửa lần ha. Một loại thun, thun này đẹp, đắt tiền, hai mấy đô. Và đây là cái áo này các bạn nhìn có thấy nó lạ không? CC mới đầu nhìn thấy ủa kỳ vậy trời, nhưng mà mặc vào đẹp lắm các bạn. Áo nó là như vậy nè. Cổ xéo, nách cao, bên này nách thấp, không phải người ta may hư đâu nha các bạn. CC mặc thử rồi đó. Cái dạng then thóp đó. Cái này có 15 đô à. Nhưng mà mặc vào cũng đẹp lắm, lạ lạ, đẹp. Và đây, cái này còn có một cái này thôi à. Chị em nào nhanh sẽ mua được ha. Còn cái size medium nha. Thật là đẹp, màu hồng đẹp lắm. Đây là những dạng áo mà mặc với váy được, quần sọt, quần tây, quần jean, quần thụng, tất cả đều được hết. Rồi, hết rồi đó. Trong video này có nhiêu đó thôi. Các chị em nào thích cái nào chụp lại màn hình, các bạn ở Việt Nam gửi cho anh Sa 0982571934. Các chị em ở Mỹ chụp hình gửi cho CC 7069879063. Các chị em bên nước ngoài kết bạn với CC Zalo hoặc Viber 1706987903. Nhớ gửi hình cho CC nha. Hẹn gặp lại các tình yêu video tiếp theo. Bye bye, I love you.